bé thích ăn lụ nhất, đi ra chợ là lại ngay sạp là mua, bé chỉ lụ, mua lụ cho bé ăn có vitamin, bé thích nhất là lụ. Tôi cũng thích ăn lụ luôn. Nghe nói tới lụ này có bài thuốc dân gian nhiều, trị bệnh cũng nhiều chứng lắm, nó cũng mát cơ thể con người mình nữa. Lụ còn được gọi là thạch lụ, nhật lụ, thụ lụ, là giống cây nhỏ, thường được ở nơi thoáng mát và khô ráo. Còn lụ khi phát triển tốt thường có chiều cao từ 3 đến 4 mét, với hai giống lụ phổ biến là lụ cho trái đỏ và trái trắng, hay còn gọi là lụ đỏ và bạch lụ. Trước đây cây lụ không được trồng phổ biến thì ngày nay đã được trồng nhiều vì giá trị của loại cây này đã được biết đến nhiều hơn. Người ta trồng lụ để lấy trái ăn, làm thuốc và làm cảnh. Trái lụ khi chín rất đẹp, bên ngoài vỏ màu hồng, trên cuống có hình như chiếc dương miệng. Bên trong có những hạt hồng hồng trong suốt, đẹp tinh khiết như những hạt ngọc, được xem là biểu tượng của sự trù phú và sinh sôi nảy nở. Và đây là một trong những loại trái cây có vị thuốc tốt. Cả cây lụ từ rễ, thân, vỏ đều làm thuốc chữa bệnh. Trong đó từ xưa và những kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, trái lụ xứng đáng được ca tụng về cả hai phương diện dinh dưỡng và trị liệu. Dạ thưa lương y, xin lương y cho biết là đối với trái lụ này thì nó có những cái bài thuốc gì ạ? Cái trái lụ này nó có rất nhiều bài thuốc để nó điều trị những cái bệnh thông thường mà nhân dân người ta thường xài á, cũng như là bệnh viêm phổi, viêm phế quản, mãn, điều trị cho người già. Còn nếu mà trị viêm bị tỷ, viêm miệng, tiêu chảy kéo dài, hoặc là bệnh bạch đới, bệnh ghẻ ngứa, hay là bệnh rối loạn kinh nguyệt. Khi mà mình sử dụng thì mình sử dụng trái tươi hay là mình sử dụng như thế nào ạ? Quả lụ thì coi như mình đều trị là tươi cũng được mà khô cũng được. Nếu mình xài lâu thì coi như mình sấy khô hoặc đem phơi khô. Rồi gan sơ đó để bảo quản. Chúng ta cần chuẩn bị những cái gì khi mà sử dụng cái trái tươi này để làm thuốc ạ? Mình hái vô trái già đó, nó mới có nhiều cái chất chát, là chất tannin đó, để mình tách ra, coi như là rửa sạch rồi là mình cắt ra, mình lấy cái vỏ của cái quả, bệnh mà tùy theo bệnh mà cái hàm lượng nó khác nhau. Xin lương y hướng dẫn một cái bài thuốc từ trái lụ tươi cho quý khán giả được biết. Xin mời lương y. Rồi mình gọt mỏng của cái lớp da ngoài bỏ, rồi hộp cũng bỏ, nhưng mà ăn cũng vẫn tốt thôi, cũng mát. Còn cái phần trong của cái lớp da vỏ đó thì là người lớn thì trị viêm phổi, viêm phế quản mãn. Đối với người già thì mà mình lấy cái phần trong đó mà bỏ vô trong ấm nè để mình sắc 8 đến 15 gram, mình đổ cho ngập nước, vậy là sắc còn lưng chén vậy là một ngày uống 2 lần. Vỏ rễ thì mình điều trị bệnh trĩ, bệnh tiêu chảy kéo dài. Rồi bệnh ghẻ lở ngứa đó, chi sâu răng, viêm miệng, rồi rối loạn kinh nguyệt, chi bệnh bạch đới là bệnh huyết cắn của phụ nữ. Cũng đổ nước vô cho ngập nước rồi sắc còn lưng chén là sắc 2 nước, uống ngày 2 lần. Còn đối với mà trẻ em mà bị tích tệ mà ốm bị dùng sáng á, cái vỏ thân coi như là 3 đến 6 gram, là cũng đổ nước ngập rồi sắc còn nửa chén là ngày uống 2 lần, sắc 2 lần uống. Trái lụ có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Nước ép lụ là nguồn kali, vitamin C và các chất chống oxy quá quý. Theo đông y, vỏ quả vị chua, chát, tính ấm, chỉ tả, chỉ huyết, khử trùng. Vỏ thân, vỏ rễ, vị đắng chát, tính ấm, sát trùng. Khi dùng thời gian dài cũng cần lưu ý.
Khi mà nấu xong thì chúng ta thấy một cái màu của thuốc rất là đẹp, đó màu vàng. Thưa Lương Y thì đối với cái vị thuốc của trái lựu này thì khi mà sử dụng chúng ta có những cái lưu ý gì ạ? Mà mấy cái trường hợp như mà già quá người ta bị bón, bị táo bón á, cho nên mình cũng uống vừa cầm tiêu chảy vậy thôi. Thưa Lương Y thì khi mà mình sử dụng trái lựu để mình làm thuốc thì chúng ta lựa trái lựu là lúc chín hay lúc nào thì nó có kết quả tốt nhất ạ? Trái nó vừa dày hay non non thì nó tốt hơn, nó có nhiều cái chất tannin là chất chát á, nó tốt hơn. Loại cây từ lâu được biết đến là một loại thảo dược thanh nhiệt, giải độc. Và gần đây thì những bài thuốc từ lá cây này được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng, từ việc điều trị các bệnh thông thường đến nan y. Người ta lấy lá đem nấu như sắc thuốc nam uống, cũng có khi nó được sử dụng như lá trà tươi nấu uống hàng ngày để chữa bệnh. Điều tuyệt vời trong điều kiện trị bệnh của cây này là gì? Cũng chính vì vị đắng như mật gấu của nó mà hình thành nên tên gọi. Theo đông y, cây mật gấu có hai loại. Cây mật gấu miền Bắc còn gọi là cây quàng liên, ojo, thân thuộc loài thân cổ, lá hình lông chim, viền, có tia ra như gai nhọn, qua mọc thành chùm ở ngọn màu vàng. Chỉ dùng được phần thân phơi khô, sắc thành lát để ngâm rượu hoặc sắc uống nước. Cây mật gấu miền Nam còn gọi là cây lá đắng, kim thất tài, có thân mềm, nhỏ. Lá có màu xanh đậm, hình bầu dục, mép lá có khía và đây là bộ phận cây được sử dụng nhiều nhất trong điều trị bệnh. Cây mật gấu miền Nam trong đông y là loài thảo dược dễ trồng, dễ tìm. Thì bài thuốc để chữa trị của cây mật gấu thì có bài thuốc như là đối với cái như hỗ trợ gan, là gan mật, hạ huyết áp, hạ đường huyết, giải độc rượu. Thì ta có thể dùng 3 đến 4 lá tươi rửa sạch, giò nát, cho vào ấm nước sôi, đậy lại khoảng 30 phút thì rót ra uống dần trong ngày khi khát. Hay là có thể dùng dạng khô như là lá mật gấu khô 20-30 gram mà sắc uống như sắc thuốc nam, tức là sắc từ 3 chén tới còn 1 chén, chia làm 3 lần trong ngày, uống sáng chiều tối. Thân và rễ cây mật gấu khô thì còn chữa các bệnh kiết lỵ, rối loạn đường tiêu hóa, thoái hóa xương khớp. Nếu mà dùng mật gấu kiên trì đều đặn hàng ngày thì những người có thể trạng béo phì thì có thể là cải thiện được vóc dáng của mình. Thì cây mật gấu điều trị thì kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa, thoái hóa xương khớp thì dùng thân và rễ cây mật gấu kết hợp với diệp hà châu, tức là cây cho đẻ, nhân trần, chi tử, hạt dành dành á, thì sắc uống mỗi thứ từ 12 gram, sắc là như thuốc nam là 3 chén, sắc còn 1 chén, chia làm 2 lần uống trong ngày sáng chiều. Ngoài ra thì cây mật gấu có thể dùng để ngâm rượu uống. Thì cách ngâm rượu là cái thân và rễ của cây mật gấu phơi khô, chẻ nhỏ, rửa qua bằng rượu trước lúc bình minh, là trước lúc trời sáng, rồi ta ngâm bằng rượu, rượu phải từ 40 độ trở lên. Như vậy thì nó mới ra được những cái hoạt chất ở trong cây mật gấu. Và ngâm khoảng 15 ngày thì cái nước nó chuyển sang màu vàng thì có thể lấy ra dùng được. Rồi uống một lần từ 1 tới 2 ly trong ngày. Lá mật gấu khô với lại lá mã đề mỗi thứ 15 tới 20 gram chữa chứng bí tiểu. Với nhiều tác dụng điều trị bệnh, cho đến nay dược tính cây mật gấu vẫn đã và đang được các đương y nghiên cứu dần hoàn thiện quá. Sử dụng đông y điều trị bệnh phụ thuộc vào việc cơ địa mỗi người phù hợp với các hợp chất của thuốc hay không. Vì vậy mà khi sử dụng lá cây mật gấu điều trị bệnh trong thời gian dài cũng cần tìm hiểu rõ hơn về cơ địa người bệnh mà xem xét liều lượng và phối hợp cùng một số dược liệu khác.
Những người có huyết áp thấp thì không nên dùng mật gấu, và nếu có dùng thì phải theo hướng dẫn của thầy thuốc. Thưa quý vị và các bạn, những tác dụng và lợi ích trong điều trị bệnh từ trái lựu, từ lá cây mật gấu miền Nam, hy vọng giúp thêm cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích từ cây thuốc đông y trong vườn nhà. Chuyên mục Dị thuốc quanh ta của Đài Truyền hình Tiền Giang đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.